Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tech Map. Hôm nay là chuyên mục Tech Menu, mình sẽ kể ra top 5 smartphone 2 SIM tốt nhất tháng 1 năm 2017. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Có thể thấy với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu con người ngày càng tăng cao, đòi hỏi sở hữu nhiều hơn một chiếc SIM để phục vụ cho các mục đích cá nhân riêng. Chính điều này đã thúc đẩy các nhà sản xuất di động chế tạo ra các phiên bản điện thoại 2 SIM. Những thị trường như ở Trung Quốc hay Việt Nam chính là ví dụ điển hình nhất trong xu hướng sử dụng này. Tháng đầu tiên của năm 2017 đã trôi qua và đây sẽ là thời điểm thích hợp để TechMap và các bạn cùng nhau điểm lại 5 mẫu điện thoại 2 SIM tốt nhất đến thời điểm bây giờ. Đứng ở vị trí số 1, chúng ta có chiếc OnePlus 3T. Nếu các bạn có một số tiền hạn chế nhưng vẫn muốn sử dụng thiết bị 2 SIM có phần cứng mạnh mẽ bậc nhất hiện tại thì chiếc OnePlus 3T chính là lựa chọn tối thượng ở thời điểm này. Chỉ vì số tiền chưa đến 10 triệu đồng, chiếc Classic Killer mới nhất của OnePlus sẽ cho bạn tất cả mọi thứ. Một con chip Snapdragon 821 mạnh mẽ nhất này, dung lượng RAM dồi dào lên đến 6GB, một viên pin 3400mAh đủ lớn để dùng vô tư hơn một ngày, chỉ một lần sạc duy nhất. OnePlus 3T tích hợp khe cắm SIM kép và không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng. Đồng nghĩa việc là bạn muốn mở rộng bộ nhớ thì chỉ có cách mua phiên bản bộ nhớ lớn hơn ngay từ đầu mà thôi. Các thông số kỹ thuật đáng chú ý khác của chiếc điện thoại này bao gồm camera chính và camera phụ đều có độ phân giải lên đến 16MP, pin hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Dash Charge cùng hệ điều hành Android với giao diện Oxygen OS độc quyền. Tiếp theo chúng ta có chiếc Samsung Galaxy S7 và S7 Edge. Dù đã có thời gian tồn tại gần 1 năm trên thị trường, nhưng bộ đôi S7 này vẫn xứng đáng như được danh hiệu smartphone 2 SIM tốt nhất của Samsung. Đơn giản vì người kế nhiệm nó là Galaxy S8, phải đợi đến tháng 4 mới được ra mắt chính thức. Cụ thể, bộ đôi Galaxy S7 này tại Việt Nam sử dụng khay SIM kép dạng Lite, tức là bạn có thể sử dụng 2 SIM một lúc hoặc 1 SIM một thẻ nhớ. Ngoài ra, nếu bạn là người tham lam vẫn muốn sử dụng cả 2 SIM và thẻ nhớ cùng lúc thì trên mạng đã có một số cách chế, tức là làm cái SIM mỏng lên một chút hoặc gắn vào giấy thẻ nhớ, vừa quay SIM vừa có thẻ nhớ, không mất đi bất kỳ tính năng nào. Nếu các bạn muốn thì có thể tham khảo. Về thông số kỹ thuật của bộ đôi này, chắc chắn các bạn không có gì lạ rồi. Vẫn thuộc dạng chiếu trên dưới giới di động thời điểm hiện tại với màn hình Super AMOLED 5.1 inch, Quad HD 2K, vi xử lý Snapdragon 820 hoặc Exynos 8890, RAM 4GB, camera 12MP với công nghệ Dual Pixel và hệ điều hành Android mới nhất. Chiếc smartphone tiếp theo trong danh sách này có lẽ sẽ không được bán tại Việt Nam, nhưng dù sao nó vẫn là smartphone cao cấp và đáng được nhắc đến, đó là chiếc ZTE Axon 7. Bên cạnh thương hiệu con Nubia rất nổi tiếng tại Trung Quốc thì ZTE cũng khá được nhiều người biết đến. Dòng flagship Axon của ZTE cho năm 2016 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với chiếc điện thoại mới nhất mang tên là Axon 7. Thiết bị này nổi bật với các thông số kỹ thuật thuộc hạng đầu bảng như màn hình 5.5 Quad HD Super AMOLED, vi xử lý Snapdragon 820, RAM lên đến 6GB, nhiều tùy chọn 4GB với dung lượng cao nhất lên đến 128GB. Điểm ăn tiền lớn nhất cho chiếc điện thoại này chính là hệ thống âm thanh Dolby Atmos cùng chip Dark rời của AKM đem đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao cho một mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ khoảng 400 đô la Mỹ, tức là hơn 10 triệu đồng. ZTE Axon 7 được tích hợp khe cắm SIM kép dạng Lite, tức là như chiếc S7 vừa nói đến. Mặc dù là một quả bom xịt, nhưng chúng ta không thể không nhắc đến chiếc LG G5. Chính là chiếc điện thoại có thiết kế đột phá nhất của LG nói riêng lẫn là điện thoại di động nói chung trong năm 2016 vừa qua, đánh dấu bước chuyển mình của LG trong việc sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới dạng module do Google khởi xướng. Thiết bị được bao phủ bởi một lớp vỏ kim loại bóng bẩy cho cảm giác có vẻ nguyên khối, nhưng thực chất có thể tháo rời để thay pin hoặc lắp ghép các bộ module với tính năng riêng như là Cam Plus, Piano Play, vân vân. Về thông số kỹ thuật, LG G5 tỏ rõ đẳng cấp của flagship với các thông số kỹ thuật phần cứng mạnh như vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4GB, màn hình 5.2 inch Quad HD cùng bên trong lên đến 32GB. Phần mềm của thiết bị cũng là một điểm sáng khi đi theo xuống, đơn giản hóa hết mức có thể nhằm mang lại một trải nghiệm nhanh nhẹ nhất. Chiếc G5 được trang bị khay SIM kép dạng Lite giống như chiếc Galaxy S7, chiếc ZTE Axon mình vừa nói đến, kết hợp với thẻ nhớ micro SD dung lượng tối đa là 256GB. Tiếp theo trong danh sách là chiếc Lenovo Moto Z Play. Nếu các bạn chưa biết thì Moto Z là của Lenovo nhé. Nếu bạn muốn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại 2 SIM vừa có thiết kế nguyên khối cùng độ mỏng ấn tượng, thời lượng pin hàng đầu nhưng vẫn khả năng xếp hình cùng mức giá chấp nhận được thì chiếc Moto Z Play sẽ là một lựa chọn rất lý tưởng. Lý do đằng sau tuổi thọ pin tốt của chiếc điện thoại này chính là một thông số kỹ thuật ở mức vừa phải, bao gồm màn hình 5.5 Full HD, vi xử lý Snapdragon 625, tiết kiệm điện năng hiệu quả, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 256GB. Nhìn chung trong tầm giá dưới 10 triệu đồng thì những thứ mà chiếc điện thoại này mang lại tương đối hài hòa. Những điểm mạnh như thiết kế nguyên khối với dung lượng lớn 3150mAh, hỗ trợ khả năng lắp ghép xếp hình module Motomod tương tự như dòng Moto Z có giá 2,5 triệu, cùng độ mỏng ấn tượng chỉ 7mm sẽ bù trừ cho những điểm yếu của thiết bị như cấu hình thiếu nổi bật cùng mức giá hơi cao so với mặt bằng chung. Chiếc Moto Z Play tích hợp khay SIM kép dạng Lite giống với chiếc LG G5, Galaxy S7, S7 và chiếc ZTE Axon mà mình vừa kể đến. Trên đây là đề cử của TechMark về top 5 điện thoại 2 SIM tốt nhất tính đến tháng 1 năm 2017. Bạn có ấn tượng nhất với mẫu điện thoại nào? Hãy cùng chia sẻ với TechMark ở trong comment bên dưới. Nếu thấy video hay, đừng quên like cũng như đăng ký với kênh TechMark để theo dõi các video khác hay hơn như thế này trong tương lai. Xin chào!
Hẹn gặp lại.